giá vàng trong nước tiếp tục tăng, trong khi đó giá đô la Mỹ đồng loạt giảm tại các ngân hàng thương mại là những thông tin có trong cụm tin kinh tế ngay sau đây. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 50,35 đến 50,75 triệu đồng một lượng, tăng 30.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 60.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua bán vẫn duy trì ở mức 400.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 50,45 đến 50,65 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá bán hiện cao hơn giá mua là 200.000 đồng một lượng. Sáng nay, tại các ngân hàng thương mại, đô la Mỹ đồng loạt giảm, phổ biến quanh mức 23.070 đồng một đô la Mỹ mua vào và 23.280 đồng một đô la Mỹ bán ra, cùng giảm ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước đó. Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đang được niêm yết ở mức 23.070 đồng một đô la Mỹ mua vào và 23.280 đồng một đô la Mỹ bán ra, giảm 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Ở các ngân hàng khác, giá mua vào và bán ra đối với đồng đô la Mỹ cũng giảm tương tự ở mức từ 10 đến 20 đồng một đô la Mỹ. Trong tháng 6 năm 2020, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tiếp tục giảm mạnh, lên đến 27% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu ô tô trong tháng 6 năm 2020 chỉ đạt 3.552 chiếc, tương ứng trị giá đạt 97,9 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, ô tô các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 5 năm 2020 đạt 4.886 chiếc với trị giá đạt gần 109 triệu đô la Mỹ. Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước đã tác động đến việc giảm lượng xe nhập khẩu. Giá lăn bánh của các dòng xe sản xuất lắp ráp trong nước sẽ giảm hơn so với trước đây. Chính vì vậy, số lượng khách hàng quan tâm tới xe nhập khẩu sẽ ít hơn.